Rồi ok ha. Ở bài học trước là mình đã hướng dẫn các bạn là lập trình file 2D và 3D phần mềm MasterCalc. Hôm nay tôi tiếp tục hướng dẫn cho các bạn một phương pháp, đó chính là phương pháp tiện trong phần mềm MasterCalc này. Phương pháp pha tiện thì ở đây bạn trên mặt top và lên và tạo cho mình một sản phẩm như sau, vào white name này, chọn home ạ, cho cái đường nét này nó đậm lên xíu ha, vào white name này, để cho mình lệnh like ha. Thì ở phần tiện này chủ yếu là các cái chi tiết hình trụ thôi, bạn chú ý cho mình ha. Đây, bạn vẽ cho mình cái sản phẩm như sau. Thì ở đây trước hết là mình mới giới thiệu sản phẩm cho các bạn, thì mình chưa có gắn kích thước cho nó. Đây, mình giới thiệu cho các bạn hiểu hơn về cái lệnh thôi. Thì tạm thời bạn cứ vẽ cho mình sản phẩm như thế. Rồi, team này. Chọn cho mình là device team ha. Xóa này. Ok này. Rồi, đó là xong bước đầu tiên là thiết lập sản phẩm. Bây giờ bạn vào machine này, thiết lập máy cho nó. Thì chú ý cho mình là trước hết là mình sẽ đi về bài tập tiện 2D trước ha. Thì ở đây mình sẽ dùng máy tiện hai trục ha. Đây, chọn là laser này. Đấy, chọn cho mình là manager nhá. Không được chọn là kiểu default. Default là nó xuất ra cái chương trình là máy file ba trục này. Chú ý cho mình, chọn manager list này. Đây, chú ý cho mình là chọn cho mình là máy file hai trục ha. Đây, có hai cái này. Thì đây bạn có thể add thêm cho nó này, xuất hiện ra khỏi thanh tác vụ ha. Đây, add ra ngoài màn hình. Ok này, rồi bạn chọn lại thanh. Rồi bạn chọn lại cho mình ha. Đây, chọn vào laser này, laser này. Đây có hai máy file hai trục ha. Thì chọn cho mình một cái. Ok. Sau đó là nó xuất hiện thanh công cụ là for property, bạn tích cho mình là dấu cộng này. Tích vào cho mình là stop setup này. Thiết lập cho nó, thiết lập folder cho nó. Thì ở đây, chú ý cho mình. Một file này nó chính là cái thông số về máy thôi, thì mình có thể edit và chỉnh sửa nó. Thì ở phần máy file thì mình cũng đã hướng dẫn cái phần này, nó cũng giống như phần ở phần máy file thôi, thì nó cũng giống gần giống như thế. Một stop string thì nó cũng như vậy thôi. Ở đây mình đặt cho nó một số thứ tự này. Ở đây là nó xét theo dao này, theo phôi này, theo mặc định này. Ở cái này mình thiết lập cho nó, thì ở đây mình chọn cho mình là thiết phôi á, theo phôi ha. Còn cái này một toolpath configuration này, configuration này đó chính là cái đầu tiên này, đó chính là tích vào cho mình hai cái đầu tiên, chú ý cho mình ha, tích vào cái đầu tiên và cái thứ hai này. Cái đầu tiên này đó chính là nó xếp theo cái thứ tự tăng dần thôi, từ một, ví dụ như tăng dần từ 1 đến 10 thôi. Còn cái thứ hai đó chính là cái cảnh báo là trùng dao ha. Còn cái này đó chính là cái sử dụng thông số để thông báo về nước và ấy thôi. Còn cái này là tìm kiếm cái thư viện ha. Thì ở đây bạn tích cho mình hai cái mục đầu tiên này, giống như ở phần file ha, chú ý cho mình. Còn cái này là cái tùy chỉnh về mặc định nâng cao ấy, chú ý cho mình, tích vào cho mình. Đó là nhà những cái tùy chỉnh nâng cao, ví dụ như nạp liệu hoặc là rút 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 dao ấy, thì cái này đó chính là tùy chọn nâng cao, bạn cứ tích vào cho mình ha. Còn cái này đó chính là cái step này, tác là bước nhảy, bước nhảy lúc bạn xuất code, ví dụ như bạn nó bắt đầu từ 100 và nó nhảy lên là 102, 104, 106 đấy, nó xuất hai lần. Thì ở trong phần file thì mình để này 10, thì ở đây bạn để bao nhiêu cũng được ha, tùy á. Còn cái này chính là cái phôi của mình là vật liệu là cái gì thôi, mình có thể tùy chỉnh cho nó ha. Đây, tùy chỉnh phôi cho nó. Thì ở đây bạn để cho mình là phôi mặc định thôi ha. Đấy. Rồi ok, vậy là xong tab thứ hai ha. Còn tab quan trọng nhất đó chính là stock setup này, đó chính là thiết lập và cho nó về thiết lập về phôi cho nó. Thì chú ý cho mình. Ở stock này đó chính là cái thiết lập về stock này, thiết lập về phôi này. Thì ở đây chú ý cho mình có hai kiểu là left và right. Đấy, chú ý cho mình nha. Thì phôi mình đang ở nằm ở phía bên trái nha. Ok. Chọn vào property để mình thiết lập cho nó này. Đấy, đây chính là machine component manager stock, đó chính là bạn thiết lập phôi cho nó. Thì ở đây bạn có thể đặt tên cho nó này. Ví dụ như phôi chẳng hạn. Đấy. Bạn có thể đặt tên cho nó ha. Còn ở đây mục geometry này, đó chính là thiết lập các cái kiểu thiết lập về phôi cho nó. Đây có kiểu là cái này geometry, đó chính là phôi chưa xác định này. Còn đây là phôi kiểu solid này, block là cái khối khối block, ví dụ như khối hộp 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 chữ nhật này. Còn cylinder đó chính là khối trụ ha, chú ý cho mình. Còn đây trúc là ví dụ như mình có một cái sketch như thế này thì mình trúc lên thôi. Còn cái revolve cũng thế. Step đấy đó chính là cái bạn add chi tiết vào. Thì ở đây thường thường là bạn chọn cho mình là kiểu cylinder ha. Đấy, đó chính là cái phôi vô hình trụ.
Ok, ở đây bạn có thể thiết lập màu cho nó này. Ví dụ màu xanh đỏ tím vàng ha. Ok. Ví dụ như mình thiết lập màu nó màu thôi, để màu đen cho mình thôi. Hoặc là mà cho nó màu vàng vàng này cũng được. Ok. Thiết lập màu cho nó. Còn cái này đó chính là cái độ bóng. Cái độ bóng của nó thôi. Độ bóng của chi tiết thôi. Ôi, cái nó là độ phân giống như kiểu là độ phân giải ấy. Tùy ha. Nếu mà máy có độ cấu hình cao thì bạn có thể tăng lên cho nó dễ nhìn và nhìn chi tiết nó bóng hơn thôi. Chẳng có gì cả. Rồi ok. Chú ý cho mình ở cái này. Ở đây đó chính là mình đi thiết lập cho nó về đường kính này cũng như chiều dài này. Đấy theo đường kính cũng như chiều dài thì ở đây bạn có thể nhập đường kính hoặc chiều dài khi mà bạn đã biết được cái chiều dài và đường kính của nó. Còn cái OD này đó chính là cái đường kính của cái này, đó chính là cái D, đó chính là cái lỗ phía bên trong này. Thì chú ý cho mình. Đây là khối đặc nên mình không cần thiết. Ở đây bạn có thể chọn là make from hai pole, đó chính là pole nó hai điểm, nó tự động bắt phôi cho bạn. Thường thì mình dùng cách này ha. Click vào cho mình này. Ở đây bạn pole nó hai điểm. Đấy, điểm đầu và điểm cuối. Đấy, chú ý nha. Điểm từ điểm đầu và điểm cuối cho nó là được. Nó tự động bắt phôi cho bạn này, tự động nhập cái kích thước OD và cái đường kính và chiều dài cho mình. Còn cái Z này đó chính là bạn tạo cho nó cái để kẹp phôi thôi. Ở đây bạn có thể tập cho nó là 30 chẳng hạn. Hoặc là nếu bạn để không thì xíu nữa bạn vào mục unit girl này thì bạn thiết lập cho nó cũng được. Còn exit này đó chính là thiết lập theo chiều Z hoặc chiều Y thôi. Đấy. Chiều âm hoặc chiều dương thôi. Ví dụ như nó tính từ hệ trục tọa độ này. Bạn đi theo chiều dương hoặc chiều âm. Thì đấy, ở đây thì thường là dùng theo chiều âm ha. Đấy. Còn cái 30 này bạn để cho mình bằng không ha. Bạn vào unit girl này để thiết lập cho nó hơn này. Ok. Đây bạn có thể thiết lập cho nó ví dụ như chiều dài để kẹp phôi, ví dụ như bạn nhập cho mình là 30 thế ha. Kẹp phôi tầm 30 ha, thấy không? Từ điểm này nó tính đến điểm này là 30 ha, chú ý cho mình này, thấy không? Đấy, ok, cái thứ nhất. Cái thứ hai đó chính là cái bề dày của mặt đấy, bạn nhập cho mình là 2 ha, tính từ mặt bề dày của cái mặt này này. Phía mặt mặt đầu của cái phôi á. Cái này đó chính là thiết lập cho nó cái đường kính. Tăng thêm cái đường kính mình là 2 ly ha. Hai cái này thường thường mình thấy cho mình là 2 ly thôi ha, 20 ly á. Là để mình dư ra để mà mình tiện tiện cho nó tinh cái chi tiết này. Đấy, chú ý cho mình. Đấy. Thiết lập dư ra xíu ha. Đấy, ok, còn kẹp thì mình nhập cho mình là 30, thường là 30 là ổn rồi. Ok. Bạn có thể preview khỏi cần ha. Tích ok cho mình này. Rồi, đó chính là mình đã thiết lập phôi cho nó tốc này. Còn cái này đó chính là thiết lập cái mâm cặp cho nó, thiết lập cái đầu kẹp cho nó. Thì bạn vào property này để thiết lập phôi này, thiết lập cái chấu kẹp này. Ở đây cũng tương tự, bạn có thể đặt tên cho nó, ví dụ như mâm ba cặp, chấu ba cặp hoặc là cái gì đấy tùy bạn đặt. Ở đây cũng có thể thay đổi màu này, cũng có thể là tăng độ phân giải này này. Đấy, khá là đơn giản thôi. Còn cái mục chú ý cho mình ở mục này này, thì ở đây có cái rất nhiều là cái kiểu, thấy không? Trend này đó chính là cái kiểu mặc định, mình chỉ cần thiết lập cho nó. Hoặc còn parameter chính là mình thiết lập cho nó. Thì ở đây có rất nhiều cái mâm cặp này, tùy chọn của bạn ha. Thường thì mình chọn kiểu đầu tiên luôn ha. Đây có rất nhiều kiểu này, mình chọn kiểu đầu tiên thôi ha. Rồi ok, dưới đây mình có thể thiết lập cho nó là cái thiết lập chiều dài, chiều rộng cũng như chiều cao của cái mâm cặp của mình. Thường thường ha, đây. Thấy không? Người thiết lập mâm cặp tùy vào loại máy và tùy, nhưng mà thường mình để mặc định tại vì là mâm cặp này thì nó cố định rồi, thường thì mình không cần thiết ha. Còn chú ý cho mình chỗ này, bonsai đây chính là tích vào cho mình ha. Thì ở đây nếu bạn bỏ cái chỗ này tích này này thì bạn đi thiết lập cho nó là cái đường kính và cái chiều cao Z này, thì thường là mình chọn là from file và thiết lập cho nó một cái chiều dài để mình kẹp thôi, mình kẹp 20 chẳng hạn. Đấy, thấy không? Chiều dài để nó kẹp. Còn bạn tắt bỏ cái này thì bạn phải nhập đường kính này rồi chiều dài Z thôi, là ngang hơn. Thì thường thì mình chọn cái này cho nhanh ha. From top này, đấy. Rồi bạn có thể tích ok. Đấy, đó là mình xong hai bước thiết lập thiết lập phôi này, thiết lập mâm cặp cho nó này. Ở đây là mình đi thiết cập cho nó là về cái trung tâm ha. Thì ở đây bài này là đơn giản nên mình không cần trung tâm ha, thấy không? Thì thiết lập trung tâm của cái này đó chính là cái đi thiết lập cái linip linip các bạn thấy theo những cái trường hợp mà gặp cái trường hợp mà
cái phôi này dài này thì mình phải có dùng một cái ly níp ở giữa đấy. Thì ở những bài tập nâng cao thì mình sẽ nói ở phần này. Thì còn cái này thì cái sáp sáp này đó chính là bạn hiện nó thêm luôn thấy hiện kiểu 3D hoặc là 2D thôi đấy, thấy không? Chú ý nha. Đây thì bạn tắt bỏ cái này cho mình. Ở đây là mình đang quay 2D rồi, không cần thiết lắm. Thấy đó chính là hai bước cơ bản đầu tiên để mình đi thiết lập. Đấy, vậy là xong hai bước đầu tiên ha, đi thiết lập phôi, vẽ mô hình sản phẩm này, thiết lập phôi này, rồi thiết lập mâm cặp này, cũng như hiểu thêm về cái chống tâm cũng như là cái vinip tác dụng của nó làm gì ha. Rồi ok, xin chào và hẹn gặp lại.